Thôi thì bây giờ mời quý vị hãy tiếp tục với chương trình. Mời quý vị cùng ra sàn nhảy vui chơi với một tiếng hát thật là dễ thương mà chiều nay tôi cũng rất là ngỡ ngàng, bởi vì cô làm cho tôi cảm thấy chúng ta có một ca sĩ địa phương mà hay như vậy sao. Mời quý vị cùng lắng nghe và cùng dành tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Khương Vy.